Trong những ngày gần đây, các cuộc đình công kéo dài tại các cơ sở lọc dầu khiến nước Pháp rơi vào tình trạng khan hiếm xăng dầu rất trầm trọng. Tình trạng này có nguy cơ kéo dài khi các nghiệp đoàn bất đồng về thỏa thuận tăng lương với giới chủ. Theo thống kê của Bộ Chuyển đổi Năng lượng, vẫn còn gần 30% trạm xăng ở Pháp đóng cửa vì không còn nhiên liệu. Riêng ở miền Bắc nước Pháp, tỷ lệ trạm xăng đóng cửa cao hơn với khoảng 40%. Khan hiếm nguồn cung khiến giá mỗi lít xăng dầu tiếp tục tăng thêm từ 15 đến 20 cent. Tình trạng khan hiếm thực phẩm, nhất là sản phẩm tươi như rau, hoa quả, hải sản, thịt, phô mai hay bơ sữa bắt đầu xuất hiện tại các siêu thị do hoạt động vận chuyển bị tác động mạnh. Bà Valérie Lacerre, đại diện Hiệp hội Vận tải Đông Lạnh Pháp cảnh báo, tình trạng khan hiếm nhiên liệu ngày càng lan rộng tại Pháp. Tôi lo ngại rằng nếu các xe tải không có nhiên liệu để hoạt động hoặc làm đông lạnh, chúng tôi sẽ không thể vận chuyển thực phẩm đến siêu thị, nhà hàng hay bếp ăn tập thể. Nước Pháp hiện có 7 nhà máy lọc dầu, trong đó 5 thuộc tập đoàn Total và 2 thuộc tập đoàn Esso ExxonMobil. Theo lãnh đạo tập đoàn Esso ExxonMobil, hoạt động tại các nhà máy lọc dầu của tập đoàn này chỉ có thể trở lại bình thường sau từ 2 đến 3 tuần nữa. Nhiều người Pháp cho biết sẽ thay đổi kế hoạch trong kỳ nghỉ thu sắp tới do lo ngại tình trạng khan hiếm xăng dầu chưa thể sớm chấm dứt.